Bà Phạm Thị Thúy Lan, giám đốc công ty cho biết, toàn bộ số hàng này được nhập từ Trung Quốc. Những gói khoai môn Lệ Phố, những thùng cá ba sa, cá phi lê có bao bì nhãn mác Trung Quốc này đang trong quá trình được chuyển sang một bao bì mới có nhãn mác hàng Việt Nam chất lượng cao. Không chỉ kinh doanh lừa đảo dưới hình thức biến hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ thành hàng Việt Nam, mà công ty này còn thay đổi hạn sử dụng của các sản phẩm. Ví dụ gói khoai môn Lệ Phố này, ngày sản xuất thực là ngày 6 tháng 3 năm 2011, nhưng đã được đóng gói lại với ngày sản xuất là ngày 28 tháng 3 năm 2011, Made in Việt Nam. Lực lượng điều tra đã xác minh, công ty này đã tiêu thụ các mặt hàng ra thị trường cho nhiều địa điểm như chợ Hôm, chợ Phùng Hưng, chợ Đông Tác, các nhà ăn và đặc biệt nguy hiểm hơn là có cả những siêu thị có tiếng. Có thể nói đây là một cái doanh nghiệp mà hoạt động với một cái mô hình sản xuất mà đưa những cái thông tin sai sự thật lên các sản phẩm, nhất là cái mặt hàng lương thực thực phẩm mà chúng ta đang rất cả nước đang cố gắng để thực hiện một cái tháng an toàn vệ sinh thực phẩm mà chính phủ đang trợ cấp rất nhiều kinh phí để phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Nhưng đây là một cái doanh nghiệp mà có thể nói là từ trước đến nay chưa thấy một doanh nghiệp nào làm ra với một cái loạt sản phẩm, có thể là một series sản phẩm để cung cấp cho rất nhiều các địa điểm như trung tâm siêu thị, các chợ đầu mối. Qua đây thì chúng tôi cũng phải kiến nghị với lãnh đạo của chi cục là tổ chức một đợt tổng kiểm tra các siêu thị, trung tâm để thu hồi những cái sản phẩm của công ty này. Toàn bộ số hàng này sẽ bị chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội tạm giữ để xác minh làm rõ và tiêu hủy đối với các hàng hóa không rõ nguồn gốc. Chuyển nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau đó gia cố thành sản phẩm của Việt Nam để tiêu thụ trên thị trường, không phải là trường hợp hy hữu. Trước những hình thức kinh doanh lừa đảo như vậy, người tiêu dùng hãy tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách tẩy chay những sản phẩm không rõ nguồn gốc.